các kiểu dẫn động pha với khí, trục cơ, trục cam đặt dưới nắp máy thông qua đu đẩy dẫn động. Cái này là một trục cam OHC, đây là một trục cam đặt trên nắp máy bánh căng đài, hai trục cam đặt trên nắp máy. Dẫn động bánh răng là chúng ta mới kiểu dẫn động bánh răng này vào xúc tác lo khả đũa đẩy con đội này. Đây công để dẫn hướng thả pin đây là cam chụp cam cam bây giờ chụp hiệu bánh ra cam vào bộ trái một chục cam ở trên đầu máy, hai chục cam ở trên đầu máy, bánh răng cam, đai timing belt, dây đai phối khí, bánh răng dẫn động bơm dầu, trục hiệu, bánh căng đai, support và trục cam, đây bốn cái support để bốn đôi. Để tránh cái việc có điều chỉnh hai nhiệt thì người ta sử dụng là con đội thủy lực. Không còn khe nhiệt nữa, khi mà bơm đầy thì khe này nó bằng không, chưa làm việc thì nó có những ngày như khe này nếu bơm đầu nó bơm lên đấy, thì khe này nó bằng không và không cần phải có khe nhiệt. Có hai dạng là một là dẫn động trực tiếp như này, hai là thông qua cái khe am và cái co mồm. Vào rocker arm này, plunger là piston, check o là tăng chiều, tappet là ống dẫn hương, tappet cốc dẫn hương, ống dẫn hương.